Bò đó nữa. Mụn đen giờ lắm, mụn đen mụn ẩn gì. Xuống trong xe rồi nè, trong xe với Thủ Tiên. Trong xe với Thủ Tiên chứ anh bị về nhà rồi. Chụp trái có gì? Miếng nhặt trong cái bì lúc trưa nó đang ở đây nè. Dục rồi. Dục rồi. Được á, rác còn nổ ha luôn.
Cái này nhiều, thời gian nhiều. Nhiều á. Cái này nhiều hả? Mình ngủ trước quen rồi, không ngủ trước đâu, không chịu được. Ngủ quen rồi kìa. Mặt từ giờ nó đau. Ui, à do hồi trưa quay video à. Quen mắt. Được hơi gắm mát không mất. Yên quá. Video dài nhất là bao nhiêu phút anh này? 30. Nói chung 10 phút trở lên là được. Một khi nhắn vào ngầu đó xem 30 phút rồi.
Liền về Vinh Bí luôn à? Chở vali với con đó mà. Vinh Bí đi xe máy á? Xe máy. Tối nó còn ngồi được sao? Thơm chứ. Đi đây về quấy ra 700 mét, 700 km, mấy chục. Em cũng để ý mấy chục cài chứ. Sao sao 70? Mấy trăm cài chứ, em đi đi xe đò thì 3 tiếng. 3 tiếng đi đường đẹp cả chứ. Đường đẹp á. Rồi thì hơn trọng cái. Hơn chứ. Đường đẹp mà đi 2 tiếng là tầm 100 cây. Đi cua tóc thì hơi tiếng rưỡi. Đợt đi thì tầm 2, tầm 3 cái. Đi cua tóc thì 80 km một giờ rồi. 2 tiếng là tầm 6, cho tầm rưỡi. Tết phải không? Gì chứ? Tết mà không về nó thâu luôn á. Mày mày về? Tới 30 mới về. Ồ, một mà. Đây là nghỉ một nè. Tết mà giờ đó họ vẫn còn lòn à. Đi tập đi chứ. Sạch lời họ càng lao càng đổi. Họ mới xanh, họ mới đi tam được. Đây là con gái giờ đó bắt đầu là chạy đi ra. Nam còn nữ chứ hay sao? Nam nữ. Mà Tết ở Sài Gòn mùa hiu ơi. Tết mà ở Sài Gòn biết lộn gì trời. Chẳng toàn dân góp không à. Đây là hình tình đó là Sài Gòn. Họ đi chơi hết. Về quê hoặc là họ đi nghỉ ngơi á. Cho tính họ đi nghỉ ngơi họ ăn Tết rồi đấy con.
cái đây này. Thay số bò anh kìa. Nhỏ ơi.
Cô này hình như đợt trước đi tuần rồi đúng không em? Dạ. Hồi trước em nặng không thôi đúng không? Không lắp mặt này. Thế đấy à? Chị bật máy xong hơi luôn chị kìa. Yeah.
Alo. Ừ. Alo chị Lan Nguyễn ạ. Đúng rồi. Vâng, chị ơi em vừa nhắn tin cho chị. Thế em hỏi cái cách sử dụng như là mình cứ rửa mặt bình thường xong là mình là tối thì ngủ thì mình thoa cái kem ngủ đấy lên thừa hả chị? Đúng rồi, thoa đều lớp mỏng hết mặt em. Vâng. Thế cái kem ngủ này là cái lọ cái hũ nhỏ nhỏ mà chị hay đăng lên đây ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, thì cái lọ mà cái lọ mà suy tu màu vàng vàng, cái lọ cái chữ bên ngoài màu vàng vàng ấy ạ, cái đấy cũng là để dùng cho da mụn đấy hả chị? Em qua cho chị Sử dụng mặt nói bằng chuyện. Xí xí mấy phút rồi vậy? Tìm xí lên chồng.